Doãn Quốc Đam bị thương trong khi đang quay hai phim cùng lúc. Đang trong giai đoạn căng thẳng khi đóng cùng lúc hai phim thì nam diễn viên Doãn Quốc Đam lại bị thương khiến khán giả không khỏi lo lắng. Doãn Quốc Đam là một trong những nghệ sĩ đắt phim nhất nhì màn ảnh Việt hiện nay. Một năm, anh có nhiều bộ phim được ra mắt, thậm chí phim này anh đóng vừa kết thúc thì đến phim khác anh góp mặt lên sóng. Thế nhưng, nam diễn viên vẫn không khiến khán giả ngán vì sự biến hóa, làm mới mình trong diễn xuất. Dịp cuối năm, Doãn Quốc Đam đóng hai phim cùng lúc. Đó là phim truyền hình Nhà Có Ba Nàng Dâu và phim điện ảnh Đào, Phở và Piano. Tuy nhiên, ngày 3 tháng 1 vừa qua, Doãn Quốc Đam đăng tải hình ảnh kết quả mình bị chấn thương chân. Cụ thể, anh bị nhiễm trùng cơ, áp xe đùi. Nhiều khán giả lo lắng cho tình hình sức khỏe của nam diễn viên cũng như tiến độ làm phim của hai ekip. May mắn cho Doãn Quốc Đam là anh đi khám sớm nên phát hiện bệnh và điều trị ngay. Hiện tại, anh điều trị bằng thuốc, chờ ngày bác sĩ khám lại. Bác sĩ khuyến cáo Doãn Quốc Đam nên di chuyển chậm và không được làm việc nặng. Do đang ghi hình cả hai bộ phim nên Doãn Quốc Đam vẫn cố gắng đi diễn, không bỏ lỡ buổi quay nào để kịp tiến độ của đoàn phim. Nam diễn viên tiết lộ, trong phim điện ảnh Đào, Phở và Piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn, Doãn Quốc Đam vào vai nhân vật có tạo hình hoài cổ. Vì có các cảnh quay hành động như trèo lên mái nhà hay từ mái nhà di chuyển xuống đất, nên khi diễn, Doãn Quốc Đam cần di chuyển nhanh, dứt khoát. Khán giả hy vọng anh sớm bình phục để tiếp tục công việc của mình. Doãn Quốc Đam là diễn viên thực lực của làng giải trí. Anh hiện là diễn viên của nhà hát kịch Hà Nội. Những bộ phim anh từng tham gia như Người Phán Xử, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Quỳnh Búp Bê, Mê Cung, Sinh Tử, Thương Ngày Nắng Về, Hướng Dương Ngược Nắng. Từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật, khán giả nhận định dường như không có vai diễn nào làm khó được Doãn Quốc Đam. Dù là vai chính diện hay phản diện, anh đều thể hiện rất tốt. Nam diễn viên luôn tìm ra điểm nhấn cho nhân vật và khắc họa những điều đó một cách ấn tượng khiến khán giả thích thú. Biệt danh gã lập dị của màn ảnh Việt vì thế được nhiều người dành cho anh.